Thực sự Thế Tôn có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Nhưng tại sao trong bài kinh này tôn giả Pukkusati không nhận ra Ngài? Mặc dù chính tôn giả Pukkusati xuất gia vì lòng tin với Thế Tôn, nhưng chưa từng gặp Ngài bao giờ nên chắc chắn đã phải từng nghe đến các thảo tướng của Thế Tôn nếu các tướng tốt ấy là thật. Rồi thôi, trích đoạn kinh thì khỏi đọc đi ha. Như thế này, cái chuyện mà quý vị cho rằng đấy, cho rằng là Ngài Pukkusati đấy, thì Ngài phải biết về 32 tướng tốt của Đức Thế Tôn đấy, đó là cái suy đoán cá nhân, chứ không ai bắt Ngài phải biết hết trơn đấy. Tại vì có những người đó, họ hâm mộ Đức Thế Tôn chỉ bằng cái việc là họ chỉ nghe tiếng Phật ra đời thôi, chỉ cần các những vị đó chỉ cần biết Ngài là Phật thôi là tự nhiên là buông bỏ hết rồi cạo đầu xuất gia theo Ngài, chỉ bởi vì Ngài là Phật thôi đấy. Rất nhiều người xuất gia theo Ngài không phải vì họ biết về 32 tướng tốt của Thế Tôn. Hơn nữa đó, tôn giả Pukkusati đó, Ngài không phải là Bà La Môn. Quý vị nên nhớ nè, chỉ có Bà La Môn á, mà những vị mà thông thuộc Tam Tạng Vệ Đà đó, chứ không phải là Bà La Môn bình thường nha. Bà La Môn mà thông thuộc Tam Tạng Vệ Đà đó thì họ mới biết 32 tướng tốt này nha. Nhưng mà tôn giả Pukkusati đó, ông không phải thuộc giai cấp Bà La Môn, ông thuộc giai cấp vua chúa. Cụ thể ông là vua xứ Takasila. Cái xứ này là cái xứ láng giềng với vua Bimbisara đó. Hai ông vua này là láng giềng của nhau đó. Và khi mà nghe đến Phật ra đời đó, nghe biết là có Phật đó, thì vị vua này mới từ bỏ ngôi vua và đi xuất gia, lặn lội đường xa đến để co hỏi có Phật ở đâu đó, rồi lặn lội đường xa đi đến tìm gặp cho được Phật đấy. Cho nên vị này là thuộc giai cấp vua chúa chứ không phải là giai cấp Bà La Môn. Cho nên cái việc là không biết 32 tướng tốt của Thế Tôn là chuyện bình thường, chuyện đương nhiên.